Anh Chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi tiếp phần 2 loạt bài viết Nguyễn Bá Thanh và những vụ bức tử giết người diệt khẩu kinh hoàng ở Đà Nẵng của tác giả Mai Hoa Kiếm đăng trên báo Tiếng Dân. Xuất gia, đạo và đời Sư thầy Thích Pháp Vân, tên thật là Đỗ Vân, sinh năm 1972, quê ở thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, trong một gia đình đông con, cùng cực và đói nghèo. Đỗ Vân là con áp út, dưới Vân còn có một em gái. Vốn hiếu thảo học giỏi nhưng chọn đường tu, mong sao đủ công đức cho kiếp sau cha mẹ anh em dòng họ bất khổ như sự tâm sự của thầy. Năm 1982, Đỗ Vân được Hòa Thượng Thích Huệ Hướng, trụ trì chùa Quán Thế Âm dưới chân ngọn núi Kim Sơn, thu nạp đệ tử đặt cho pháp danh là Pháp Vân, cùng với các đồng môn Pháp Như, Pháp Châu, Pháp Bửu, Pháp Chiếu, Năm 1990, thể theo nguyện vọng của các đồ đệ trưởng thành, Hòa Thượng Thích Huệ Hướng khuyến khích đệ tử cứ tự lập tịnh thất để phát triển đạo Pháp. Pháp Châu lập tịnh thất Huệ Quang tại ngọn núi Mộc Sơn, nay là chùa Huệ Quang. Pháp Bửu, Pháp Vân ở lại với Thầy cho đến khi Hòa Thượng lâm trọng bệnh và viên tịch vào năm Ất Hợi 1995. Sau đó mấy năm, khi nỗi nhớ niềm thương sư phụ ngồi ngoài, Sư Vân lên đỉnh Sơn Trà tìm nơi yên tĩnh, tịnh tâm, học đạo tu hành. Bãi Bụt, vùng đất bằng phẳng hướng vọng về phía chùa Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn. Vị trí này tương truyền có Phật bà hiển linh, thường hiện ra trong sương mờ là nơi Sư Vân dừng chân, dựng một tịnh thất nho nhỏ. Tháng ngày trôi đi, nơi thâm sơn cùng cốc, sư làm bạn cùng chim muôn cây cỏ, cùng loài vọt và trà vá chân nâu. Sư Vân sẽ bình yên gửi nốt phần đời còn lại nơi cửa Phật nếu như không có một ngày. Lửa Thiên Gào Thét Năm 2004, sau khi đánh bại phe Trần Văn Thanh, Dũng Lửa thu tóm được hàng loạt chức vụ, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Bá Thanh chính thức trở thành ông trùm ở Đà Nẵng. Một mặt, Bá Thanh cho ra soát, thiết kế lại bộ máy công chức, cài cắm đưa người của ông ta vào nắm hết công an và chính quyền. Về tôn giáo, bá Thanh cũng can thiệp để đưa người tin cậy vào Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo thành phố, trong đó có Thượng tọa Thích Thiện Nguyện, tức Thầy Nguyện, trụ trì hai ngôi chùa, Linh ứng một ở Ngũ Hành Sơn và Linh ứng hai ở Bà Nà. Mặt khác, bá Thanh chỉ đạo cho ô ạc chính trang đô thị, thẳng tay đàn áp cưỡng chế thu hồi đất, móc nối chia chác dự án phân lô bán nền. Hàng ngàn đại gia doanh nghiệp ông lớn bất động sản từ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đổ về Đà Nẵng để xí phần. Dân oan bị những kẻ nhân danh đảng và nhà nước cướp đất mất nhà kêu khóc như xé nát trời xanh. Từ sau vụ án Phạm Minh Thông, Nguyễn Bá Thanh cảnh giác rất cao. Ông ta không trực tiếp nhận tiền chung chi hối lộ mà thông qua thư ký, tay chân như Phan Văn Tâm, Vũ Nhôm và vài nhân vật tin cận khác. Thậm chí doanh nhân đến nhà chơi, hầu chuyện dịp Tết, Bá Thanh cũng buộc họ cởi bỏ veston áo khoác để điện thoại bên ngoài nhằm tránh bị ghi âm ghi hình. Để lấy được dự án được giao đất được bất động sản công sản với giá bèo bọt, doanh nghiệp phải hối lộ cho bá Thanh khoảng tiền từ 8 đến 10% giá trị lô đất giá công sản tùy vị trí. Tiền có được một phần ông ta chung chi cho các đại ca trung ương, phần còn lại thì bỏ túi. Về sau, thấy việc lấy tiền qua các đầu sai dễ bị lộ, nên bá thanh nghĩ ngay đến việc rửa tiền qua chùa bá thanh cho phép thầy nguyện chọn bất kỳ địa điểm nào mà thầy muốn để xây chùa linh ứng ba ông ta cũng giúp giải phóng mặt bằng thỏa thuận tội lỗi được bá thanh đề nghị tiền của thập phương cúng dường công đức xây chùa thì thầy nguyện lấy còn tiền doanh nghiệp công ty ủng hộ xây chùa sẽ là của bá thanh mỗi tuần hai bên đối chiếu chia tiền qua biên lai sổ sách thầy nguyện muốn xây được chùa to hoành tráng để đời nên tất tật phải chấp nhận nghe theo mọi yêu cầu của bá Thanh đưa ra. Bù lại, bá Thanh hứa sẽ trích thêm chút tiền cho thầy nguyện xây chùa Linh Ứng Ba và đưa thầy lên đỉnh cao quyền lực trong hệ thống Phật giáo thành phố. Chùa Linh Ứng Ba sau này có tên là Linh Ứng Bãi Bụt, được thầy nguyện chọn ngay địa điểm gần Sư Vân Thiền Tu. Bá Thanh cấp ngay gần 20 hectare đất, lấy trùm luôn tịnh thất nhỏ bé của Sư Vân. Chùa được khởi công ngày 4 tháng 7 năm 2004 và khánh thành vào ngày 30 tháng 7 năm 2010. Rồng rã suốt 6 năm, số tiền ước đoán lên đến hàng ngàn tỷ đồng khối lộ núp dưới cái mát ủng hộ xây chùa đã chảy vào túi bá thành. Về phần sư vân, được biết, sư không hề oán trách hay tranh giành đất đai gì với thầy nguyện, bởi lẽ đất đai của nhà nước quản lý, tịnh thất nép mình sau đại tam bảo cũng là kính Phật. Thầy Nguyện cũng là bạn thân với Cố Hòa Thượng Thích Huệ Hướng và cũng là người mà Sư Vân luôn kính trọng và ngưỡng mộ. Lúc rỗi, Sư Vân thường sang bên Thầy Nguyện đàm đạo. Thầy đâu có biết rằng, những tháng ngày bình yên, tĩnh lặng mà thầy đang tu tập nơi núi cao sắp chấm dứt. Một buổi trưa đầu tháng 8 năm 2008, Sư Vân sang thăm thầy Nguyện như thường lệ. Cửa chính không đóng, Sư Vân sững người lại khi nhìn thấy ông Trùm Nguyễn Bá Thanh và thầy Nguyện đang kiểm đếm tiền, lấy từ các kết sắt để chia nhau. Sư Vân không tin vào mắt mình khi thấy toàn là những sắp mỹ kim dày cộm và những cây tiền đồng Việt Nam nguyên đai, nguyên kiện còn dấu niêm phong của ngân hàng. Quan ngại, lẫn kinh sợ, Sư Vân xin phép cáo từ quay lui. Sư Vân đi rồi, bá Thanh trao mày nói với thầy Nguyện. Thầy tính làm răng thì tính nha, chứ phải xử nó thôi á. Một tuần sau, thầy Nguyện cùng với bộ phận hậu cần quản viện bên chùa Linh Ứng Ba hô hoáng bị kẻ trộm lẻn vào lấy đi số tiền 50 triệu đồng. Và rất nhanh, Công an Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra. Giám đốc Công an Phan Xuân Sang cùng với các phó giám đốc như Thái Công Sĩ Lâm Cao Linh, Nguyễn Đình Chính đều thay nhau chỉ đạo rốt ráo. Người ta tìm thấy bọc tiền đúng 50 triệu được giấu ở trong chậu hoa trong khuôn viên tịnh thất của Sư Vân. Cơ quan điều tra liên tục triệu tập Sư Vân để lấy cung, nhưng Sư có biết gì đâu để mà khai báo không một ai đứng ra biện bạch giải oan ngược lại mọi con mắt hồ đồ đó đều ném cái nhìn đầy nghi kỵ về phía sư vân cuối cùng sư vân cũng nhận được đề nghị lựa chọn từ điều tra viên một là sư vân phải vĩnh viễn rời khỏi tỉnh thất ra đi thật xa hay là sư sẽ bị khởi tố tội danh trộm cắp tài sản đau đớn cả về nhục thể lẫn tinh thần nước mắt nhà sư uất nghẹn như hòa trong mây ngàn gió núi Biết trước sau gì, bá Thanh cũng sẽ mượn bàn tay công an côn đồ hoặc xã hội đen giết mình. Nên Sư Vân đã ghi âm toàn bộ sự thật câu chuyện cùng với đôi lời trăng trối vào điện thoại di động, rồi chuyển về cho gia đình. Để giữ sự trong sáng, đạo hạnh suốt 25 năm của Bậc Chân Tu nương nhờ cửa Phật, Sư Vân đành phải hóa thân. Lúc 9 giờ sáng ngày 15 tháng 8 năm 2008, tức ngày 15 tháng 7 năm Mậu Tý, khi bình minh chưa tan hết những giọt sương mai, Sư Vân rời tịnh thất xuống khúc quanh cung đường dẫn lên chùa Linh Ứng Ba, rồi tưới xăng châm lửa tự thiêu. Ngọn lửa bao trùm sát thân của vị sư thầy vô tội, khói đen cuồng lên đầu như dấu hỏi to ngán giữa lưng trời. Dân trài vùng Thọ Quang gần đó cho biết công an phong tỏa tất cả các ngã đường lên xuống chùa, không có ai dập lửa cho đến khi có tiếng sét đùng đùng nổ giữa trời qua Có lẽ trời Phật cũng khóc thương cho thân phận cô đơn, oan khóc của bậc tu hành, nên giáng mưa giông bất ngờ làm tắt ngọn lửa sắp tàn. Công an Đà Nẵng xóa sạch hiện trường trong buổi sáng, thi thể của Sư Vân được bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng. Truyền thông của đảng cấm đưa bất kỳ thông tin nào, vì vậy ngày đó kể cả người dân Đà Nẵng cũng không nhiều người biết được sự việc tiếc thương bậc chân tu khổ hạnh, nguyện duyên bạc mệnh. Dân trong vùng lập một am nhỏ ngay vị trí sư tự thiêu để nhang khói tưởng niệm. Người ta cho rằng lửa thiên gào thét đưa sư văn hóa thân về cõi Phật tại bãi bụt năm ấy, như hồi chuông mong mỏi thức tỉnh lương tri của kẻ tham lam gian ác vô minh. Mấy năm sau đó, luật pháp chưa đụng đến, nhưng luật trời đã ra tay. Những đại quan cai trị sở tại, từng dính líu đến oan án sư vân, cũng lần lượt quy hồn địa phủ khi còn đương chức nắm quyền sinh sát trong tay. Thiếu tướng Phan Xuân Sang, giám đốc công an Đà Nẵng bị ung thư gan, chết hồi tháng Giêng năm 2011 hưởng dương 59 tuổi. Các cấp phó của Phan Xuân Sang cũng chịu chung số phận. Đại tá Lâm Cao Luân bị ung thư não, chết tháng 8 năm 2015, hưởng dương 55 tuổi. Đại tá Thái Công Sĩ bị ung thư vòm họng, nằm trên giường bệnh suốt 8 năm rồi đứt bóng vào tháng 9 năm 2016 ở tuổi 61. Riêng Nguyễn Bá Thanh được cho là bị đầu độc phóng xạ, sau 3 lần hóa trị không thành công, người co quắp đen xì như bị hỏa thiêu rồi chết trong đau đớn hồi tháng 2 năm 2015 khi gần tới tuổi 62. Riêng cá nhân thầy Nguyễn đang khỏe mạnh bỗng dưng phát bệnh, bệnh viện Đà Nẵng không chữa trị được. Dù đưa vào bệnh viện Việt Pháp rồi bệnh viện 115 thành phố Hồ Chí Minh, nhưng các bác sĩ hàng đầu vẫn bó tay. Tháng 9 năm 2016, Hòa thượng Thích Thiện Nguyện, chức vụ Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 7 và 8, chủ trì chùa Linh ứng 123 Đà Nẵng cũng trút hơi thở cuối cùng dưới bàn tay của Nguyễn Bá Thanh còn rất nhiều vụ án kinh người mà trong khuôn khổ bài này không thể kể hết. Vụ huy động cả ngàn công an Đà Nẵng đàn áp đẫm máu giáo sứ Cồn Dầu vào ngày 4 tháng 5 năm 2010 bắt nhiều người đánh dập não đến chết giáo dân Nguyễn Thành Năm vào ngày 3 tháng 7 năm 2010, sau đó loan tin rằng ông Năm bị đột quỵ mà nhiều người đã biết hay vụ kỹ sư Phạm Thanh Sơn đến trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố để khiếu kiện về việc cưỡng chế thu hồi đất bị công an bảo vệ tại đây đánh chết, quẳng ra đường bạch đằng, tưới xăng, đốt xác phi tang, rồi rêu rao đó là vụ tai nạn giao thông lúc 12h30 phút trưa ngày 17 tháng 2 năm 2011. Sau, truyền thông của đảng lại đưa tin kỹ sư Sơn bị bệnh tâm thần nên tự thiêu. Đó chỉ là hai trong số hàng trăm vụ oan án, dân bị cướp đất, bị đánh chết nếu khiếu kiện kéo dài hai năm sau ngày Bá Thanh chết, ban thường vụ thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo làm hồ sơ đề nghị nhà nước truy phong cho ông ta danh hiệu anh hùng lao động và đề nghị được lấy tên đặt cho một con đường. dư luận xã hội mỉa mai, kẻ sẵn sàng thủ tiêu đối thủ chính trị, bức tử cả người xuất gia tu hành, nấu cao hổ và nghiện món thịt chó như Bá Thanh lại được xưng thánh và truy phong anh hùng, thì Lê Thanh Hải tức hai Nhật ở Sài Gòn phải được gọi là đại thánh và phong tặng đại anh hùng. Còn dân nghèo bị cưỡng chế cướp đất, khi họ lên tiếng bảo vệ tài sản của mình thì bị quy chụp phản động, bị đánh đập giả mang đến chết là cái chuyện không hề hiếm tại xứ thiên đường xã hội chủ nghĩa dưới chế độ cộng sản. Điều kỳ lạ là dù cấp cạn của dân bán hết tài nguyên lẫn công sản Đà Nẵng để rồi mở vài tuyến phố xây dâm ba cây cầu, hung thần Nguyễn Bá Thanh lại được đồng đảng tôn vinh như thánh. Chừng đó thôi, đủ để thấy chế độ độc tài tàn bạo khát máu nhưng luôn dùng đủ mọi ngón nghề thủ đoạn xảo trá, mị dân, lừa đảo, bịp bợm, gây ra muôn vàng tội ác cho dân. Nhưng tất cả bọn chúng đều không thoát khỏi lưới trời. Vừa rồi là bài viết của tác giả Mai Hoa Kiếm. Anh Chi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.